không phải là không có tiền mà không có đi mua được, nói chung là cũng khó khăn. Xin chào quý vị và các bạn. Suốt gần một tháng qua thì bên cạnh vận chuyển các loại lương thực thực phẩm bằng đường bộ thì những chiếc cano như thế này là phương tiện dùng để vận chuyển những cái thực phẩm thiết yếu cho người dân ở Cồn Ngọc Thảo thuộc phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Cồn Ngọc Thảo là nơi cách ly y tế tại khu dân cư. Cồn Ngọc Thảo rộng hơn 60 ha, nằm giữa sông Cái. Nơi này chỉ có duy nhất một cây cầu kết nối với thành phố Nha Trang. Nếu di chuyển bằng đường bộ, phải mất khoảng 30 phút. Còn đi bằng cano như thế này, chỉ khoảng 5 phút là chúng tôi đã đến nơi. Phương tiện cano thì nó có một cái đặc điểm là nó sẽ có cái cơ động hơn, tiện lợi hơn, thời gian nhanh hơn để đưa cái lương thực thực phẩm kịp thời cho bà con. Nói chung là có những cái mặt hàng thiết yếu nào, lương thực thực phẩm nào thì kịp thời vận chuyển cả ngày lẫn đêm. Chứ còn ở đường bộ thì trong thời gian vừa rồi thì cũng được sự hỗ trợ của bộ đội và các lực lượng của địa phương đã tiếp nhận, rồi đặt đơn hàng, mua hộ và nhận hàng và để giao tận tay, tận nhà cho bà con nhân dân ở nơi đây. Suốt gần một tháng không ra khỏi nhà, khoảng 1.700 người dân ở Cồn Ngọc Thảo hàng ngày chỉ nhờ vào sự trợ giúp của chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội. Họ cũng yên tâm khi luôn nhận được sự tiếp sức kịp thời từ các nhà hảo tâm, khi thì bao gạo, chai nước mắm hay những bó rau nghĩa tình. Nói chung là phường nó cho được cái gì cũng rất là mừng, cảm ơn. Tại vì mình không ra được, mà nói chung người ta cho một bó rau cũng mừng, bó rau cho cái gì mừng cái nấy. Tại vì mình không phải là không có tiền mà không có đi mua được, nói chung là cũng khó khăn. Ăn uống rồi con cái nó cũng thèm thuồng thế này thế kia thế nọ. Quý nha, mừng. Bữa giờ cũng hết rau muống, không có rau muống này, có rau muống ngon, bữa không có rau. Trong những ngày gần đây, ở Cồn Ngọc Thảo không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng, có thể nói là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân nơi đây. Và những chiếc cano cũng đã góp một phần quan trọng trong vai trò là người vận chuyển.